mới trêu chồng chị là bây giờ xương quay xanh của em là nuôi được cả cá rồi đấy ạ. Thì mọi người có thể quan sát thấy rằng là chị Nga thì mỡ tích tụ rất là nhiều ở phần bụng trên, bụng dưới, hai bên hông và eo. Và đây mọi người ơi, chính là hình ảnh của chị Nga hiện tại ạ. Sau khi mà mình làm xong liệu trình thì quay một vòng cho em xem ạ. Đây gọi là mình hạc xương mai. Đấy, hai cái phần xoài là ở đâu hết rồi đúng không chị? Mỡ là đi đâu hết rồi đây ạ? Cái cảm xúc như thế nào? Trước đây nhá, là chị vô cùng sợ cái cân luôn đấy. Nhìn thấy cái cân là chị bị áp lực luôn em. Nhưng bây giờ lại có cái cảm giác là thích, là mỗi buổi sáng đứng lên cân xem như thế nào, xong đến buổi chiều mình đứng lên cân xem như thế nào. Thế là bây giờ là nhìn thấy cái vóc dáng vợ đẹp như thế này thì không biết là anh Thắng có nói gì không chị? Ừ, em nhìn xương quay xanh chị này. Đấy, đây chính là cái điều mà chị tự hào nhất thời chị còn con gái. Nhưng đến lúc mà béo lên rồi là cổ với cả vai nó sát vào nhau ấy. Nên là anh sấy tóc cho anh nhìn thấy thế, anh lại hất tóc vào thôi. Cảm giác là tụt mút lắm. Xong nhưng đến bây giờ khi tìm lại được cái xương quay xanh thì chị cảm thấy tự tin lắm. Dạ vâng, có nghĩa là ngày xưa anh yêu em vì cái xương quay xanh, nhưng mà vì em béo nên cái xương quay xanh đâu mất rồi đúng không? Đúng rồi. Thế là bây giờ là chồng lại yêu trở lại rồi đúng không ạ? Bây giờ lại dám mặc áo hở cổ. Dạ vâng, thế là cuộc sống hôn nhân gia đình của mình là mình thấy như thế nào chị sau khi mà mình giảm béo? Mình cũng nhận thấy cái thái độ tích cực của anh ấy với mình nhiều hơn, quan tâm vợ hơn, tự hào vợ hơn, đi đâu cũng muốn đưa vợ đi hơn. Nếu mà có vợ đi cùng lại còn tuyệt vời hơn đúng không ạ? Trước rủ là chị không đi đâu vì chị không tự tin để đi, nhưng bây giờ rủ là mình đi thôi. Vâng, cái này đi ra đường có ai không nhận ra không chị? Có chứ em. Những người quen mà lâu không gặp ấy ạ, là họ ngỡ ngàng đấy. Vâng, là trước là em thấy mình mổ cả thất vị nữa đúng không chị? Đúng rồi, mổ thất vị là bên đuôi ngựa đấy. Hạn chế về đi lại các thứ dẫn đến là tình trạng là chị bị béo, đau xong mình đi lại khó khăn xong cứ như thế là ta cứ ngồi để ăn thôi. Thế là bây giờ là mọi thứ là xương khớp là ổn định này, xong đấy thì cuộc sống là cũng thoải mái rồi đúng không chị? Là có mình có đi tập luyện thể dục thể thao. Có chứ em, bây giờ là chị tập zumba với cả yoga. Khi mà đào thải thì cái lượng mỡ của mình nó như thế nào ạ chị? Mỡ băng váng nhẹ nhẹ thôi, vàng vàng nó, nhưng sau đấy là bắt đầu thấy nó màu nâu đậm vàng hơn này. Xong lúc màu đen như gọi là màu dầu dầu thừa ấy, cảm giác như đấy là độc tố ấy. Vì bình thường là thời lúc mà béo là da mặt là bị sần mẩn lên đấy, nhưng mà đến lúc mà đào thải đến đâu thì da chị thấy nó láng lên đấy, mà mụn nó cũng ẩn đi ấy. Thấy sức khỏe của mình cũng tốt lên rồi, vừa giảm béo này mà da rẻ lại đẹp lên. Gọi hotline 082 853 6666 hoặc inbox đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí.